Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn trên kênh truyền hình FBNC ngày 21 tháng 6 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin thì Minh Phi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Từ 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6, giá xăng giảm hơn 300 đồng một lít, giá dầu tăng gần 400 đồng một lít. Khảo sát của VCCI cho thấy 72% doanh nghiệp nội địa ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi có nhiều điểm mới giúp đảm bảo chi trả tiền bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại. Vâng, thưa quý vị, nhằm khắc phục thực trạng, việc yêu cầu bồi thường từ nhà nước diễn ra kém hiệu quả trong thời gian qua, dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi lần này hướng đến việc định lượng cụ thể các thiệt hại nhằm giảm tối đa thời gian, trình tự giải quyết bồi thường. Đây là chia sẻ của đại diện ban soạn thảo dự luật trong buổi tham vấn tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vừa qua. Theo một khảo sát được Bộ Tư pháp thực hiện trên 1.550 cán bộ, công viên chức, luật sư, doanh nghiệp trong năm 2015 cho thấy, có đến 74% ý kiến người được hỏi cho rằng việc cấp phát kinh phí bồi thường chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện chi trả còn chậm. Nguyên nhân của vấn đề này chủ yếu được cho là do trình tự, thủ tục còn rườm rà, phức tạp, qua nhiều bước, nhiều cơ quan trung gian. Việc này dẫn đến người dân chưa tin tưởng vào hệ thống bồi thường của nhà nước. Kết quả là qua 6 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường chỉ thụ lý giải quyết 258 vụ việc yêu cầu bồi thường. Trong đó có 204 vụ việc được giải quyết với tổng số tiền bồi thường trên 111 tỷ đồng. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng của dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi lần này là đơn giản hóa thủ tục và đảm bảo chi trả tiền bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại. Dự án luật sửa đổi lần này thì chúng tôi cũng cố gắng là minh định hóa, hay nói cách khác là cố gắng là cụ thể hóa, lượng hóa tất cả những cái thiệt hại mà có thể tính toán được ngay, quy định trong luật. Điều đó sẽ góp cho cái cơ quan mà giải quyết bồi thường sau này là cũng đỡ phải coi như là phải thương lượng rồi thỏa thuận nhiều. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái thời gian, thời hạn thì từ cái mà quy định, nếu mà đã minh bạch tất cả các cái công đoạn rồi thì tôi nghĩ rằng không có lý gì mà các cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường kéo dài thời gian. Ngoài ra, dự luật lần này cũng hướng đến việc mở rộng phạm vi và loại thiệt hại được bồi thường bởi cơ quan nhà nước. Chẳng hạn, dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi đề xuất bổ sung nhóm đối tượng bị bắt khẩn cấp hoặc bị bắt mà không vi phạm pháp luật vào nhóm được yêu cầu nhà nước bồi thường. Theo quy định hiện hành, các đối tượng này chỉ được yêu cầu bồi thường khi phát sinh các thiệt hại cụ thể như bị tạm giam, bị khởi tố, truy xét hoặc đã chấp hành hình phạt cưỡng chế. Thủ tướng vừa quyết định lập Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia với tổng cộng 39 thành viên. Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia gồm 39 thành viên, trong đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Chủ tịch Hội đồng. Ba Phó Chủ tịch gồm có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn. Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia sẽ thảo luận, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách quan trọng trong khu vực tài chính tiền tệ. Thủ tướng cũng sẽ giao Hội đồng Tư vấn cho Chính phủ một số chính sách kế hoạch tài chính tiền tệ. Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia còn có 27 ủy viên là trợ lý tổng thư ký từ Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Kể từ 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6, giá xăng RON 92 giảm tối đa 341 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel tăng gần 400 đồng. Liên Bộ Tài chính, Công thương vừa ra quyết định. Kể từ 3 giờ chiều ngày 20 tháng 6, giá xăng RON 92 giảm 341 đồng một lít, xuống mức tối đa 16.168 đồng một lít. Giá xăng sinh học E5 cũng giảm 336 đồng một lít, xuống mức tối đa 15.647 đồng một lít. Các mặt hàng dầu được phép tăng từ 350 đến 390 đồng một lít, hoặc 1 ký tùy loại. Dầu diesel có thể đạt mức tối đa là 12.298 đồng một lít, dầu hỏa tăng lên mức 10.667 đồng một lít, dầu mazut tăng lên 8.741 đồng một lít. Liên Bộ cũng cho phép giữ nguyên các mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4 tháng 6, giá các mặt hàng xăng dầu tăng. Kể từ đó, giá xăng dầu thành phẩm thế giới liên tục có xu hướng đi lên. Trong chuyên mục Mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn đề cập đến con số 72%.
Đây là tỷ lệ phần trăm số doanh nghiệp Việt Nam ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Số liệu này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khảo sát trên 1.000 doanh nghiệp năm 2015 về mức độ hiểu biết và tỷ lệ ủng hộ của doanh nghiệp đối với TPP. Khảo sát về mức độ ủng hộ TPP của VCCI năm 2015 cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam ủng hộ TPP đã lên mức 72%, tăng đáng kể so với khảo sát tương tự thực hiện hồi năm 2014 với tỷ lệ ủng hộ chỉ 62%. Khảo sát này VCCI thực hiện trên 1.000 doanh nghiệp trên cả nước, bao gồm doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đáng chú ý, dù rằng mức độ hiểu biết của khối doanh nghiệp ngoại về TPP cao hơn mức độ hiểu biết của doanh nghiệp nội địa, tuy nhiên trong khảo sát này thì tỷ lệ doanh nghiệp nội địa ủng hộ TPP cao hơn các doanh nghiệp FDI, kể cả doanh nghiệp đến từ các nước thành viên TPP và doanh nghiệp từ các nước không thuộc TPP. Thưa quý vị, diễn ra vào ngày 18 tháng 6, Vietnam Mobile Day quy tụ gần 40 doanh nghiệp công nghệ. Nội dung bàn luận trong sự kiện xoay quanh sự phát triển của thương mại điện tử di động những năm gần đây. Báo cáo trong sự kiện ghi nhận 70% người dân thành thị và 40% người dân nông thôn sử dụng smartphone. Năm 2015, trung bình một người Việt Nam dành 24,7 giờ một tuần để sử dụng điện thoại di động lên Internet, tăng gần 40% so với con số 15,5 giờ một tuần năm 2014. Phần lớn trong số đó là lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. Trong khi đó, có đến 65% giao dịch trực tuyến bắt đầu trên ứng dụng di động và 60% tiếp tục trên các trình duyệt web. Và chỉ mới 15% các doanh nghiệp hiện nay sở hữu các ứng dụng trên điện thoại di động. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup, quảng bá sản phẩm và mở rộng tiếp cận với khách hàng. Đến 80% mọi người sử dụng mobile phone, smartphone của mình để mà lên mạng điện thoại di động. Và sau đó là tìm kiếm thông tin cũng như là các hoạt động mà vui chơi, giải trí. Như vậy thì đây là những cái con số mà vô cùng lớn, và cái điện thoại thông minh nên nó làm cho cuộc sống của mọi người thay đổi. Phong cách sống của mọi người thay đổi. Với giá trị thương mại năm 2015 lên đến 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2014, thương mại điện tử là môi trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, việc loại hình thanh toán điện tử chưa phát triển đã gây khó khăn cho quá trình giao dịch trực tuyến, ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại hội nghị lần này. Vietnam Mobile Day lần thứ 6 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Sự kiện sẽ được tiếp tục tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 6. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần đầu bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Ở phần tiếp theo, Minh Vy xin chuyển đến quý vị những câu chuyện nổi bật trong nước. Bộ Y tế vừa có quyết định thanh tra an toàn thực phẩm đối với Coca-Cola Việt Nam. Top 50 doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam và câu chuyện về con đường phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam giữa muôn vàn thách thức.